Bữa sáng được nhiều người quan niệm là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thực tế, nếu bỏ bữa sáng trong thời gian dài, có thể tăng nguy cơ dẫn đến các bệnh về dạ dày, dễ bị hạ đường huyết, gây béo phì và sỏi mật. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của các bữa ăn khác trong ngày, đặc biệt là bữa tối. Nếu bỏ qua bữa tối, bạn không chỉ có thể bị hạ đường huyết hay mắc các bệnh về dạ dày mà còn ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của cơ thể, dẫn đến suy kiệt sức khỏe và tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan. Để có một bữa tối thực sự lành mạnh, hãy tuân thủ các nguyên tắc sau đây, bởi nếu chúng ta ăn tối không đúng cách, có thể gây hại hơn cho cơ thể. Không ăn quá no vào bữa tối. Ngày nay, đa số mọi người vì công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian ăn uống trong ngày. Chính vì vậy, nhiều người sẽ dồn bữa chính của mình vào cuối ngày. Tuy nhiên, hoạt động của cơ thể nói chung vào ban đêm sẽ có xu hướng giảm dần. Nhu động của đường tiêu hóa cũng sẽ chậm lại sau khi chìm vào giấc ngủ, và sự trao đổi chất của các cơ quan khác trong cơ thể cũng không hoạt động mạnh mẽ vào thời gian này. Vì thế không nên ăn bữa tối quá no. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn tối quá no có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Bên cạnh đó, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bệnh Tiểu đường cho thấy, với nhóm bệnh nhân tiểu đường, việc ăn sáng quá ít nhưng lại ăn tối quá no sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh, đồng thời gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong sớm. Không ăn tối quá muộn. Nhiều người có thói quen ăn tối muộn rồi lập tức lên giường đi ngủ, nhưng thường sẽ không thể ngủ được ngay. Nguyên nhân là bởi ăn tối quá muộn khiến thức ăn không đủ thời gian để tiêu hóa, dẫn đến tích tụ lâu hơn trong cơ thể. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ung thư Quốc tế cho thấy, ăn tối trước 21 giờ có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Cụ thể, những người ăn tối trước 21 giờ có nguy cơ phát triển ung thư thấp hơn 20% so với những người ăn tối sau 22 giờ. Các chuyên gia cho rằng, thời gian thích hợp nhất để ăn tối nằm trong khoảng từ 18 cho đến 19 giờ. Bởi sau thời điểm ăn 4 đến 5 tiếng, cơ thể con người sẽ bước vào đào thải canxi. Nếu bạn ăn tối quá muộn, giai đoạn bài tiết canxi sẽ đạt đỉnh điểm trong khi ngủ. Lúc này nước tiểu không được đào thải kịp thời sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi tiết niệu. Bên cạnh đó, việc ăn tối quá muộn còn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Về lâu dài có thể gây béo phì, tăng lipid máu và đường huyết, không tốt cho sức khỏe. Hạn chế đồ ăn nhiều đạm, nhiều chất béo trong bữa tối. Từ dữ liệu điều tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia của Hoa Kỳ cho thấy, bữa tối ăn nhiều chất béo, chất đạm có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường và làm tăng nguy cơ tử vong. Thịt là thực phẩm chứa nhiều chất béo và đạm. Các cơ quan trong cơ thể con người thường chuyển hóa chậm vào ban đêm và cơ thể thường không thể hấp thụ một lượng lớn protein. Nó sẽ dẫn đến việc tích tụ lượng chất dư thừa trong đường ruột, tạo ra amoniac. Sau khi hư hỏng sẽ xuất hiện các tình trạng chuột rút và táo bón. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết các món ăn trong bữa tối nên được chế biến từ các loại thực phẩm giàu axit béo không bão hòa như cá, ngũ cốc nguyên hạt, rau và các sản phẩm từ sữa. Bên cạnh đó, nên lựa chọn các phương pháp chế biến như hầm, luộc, hấp và hạn chế đồ chiên rán.